Rồi mình xin chào cả nhà. Đầu clip thì cả nhà cho mình gửi lời chúc sức khỏe đến cả nhà mình nha. Hôm nay sinh nhật đến thăm trạm bằng thi cả nhà ha. Trên xe mình hiện giờ là 4 bao gạo là 100 kg nha cả nhà mình. Cái này là tiền quỹ chung của cả nhà mình ha. Đi đến đây là thăm các bé để phụ giúp cho bạn thì đó. Ngày mai á, nói chung là tối nay là cách ly toàn thành phố rồi, thì mình tranh thủ là mình đi, hồi nãy mình đi lên chị Cúc, bây giờ mình ghé bạn thì để cho bạn thì như là cho chủ trạm á, có gạo và có ít tiền để phụ giúp vượt qua 15 ngày cách ly toàn thành phố của nhà mình. Giờ mời cả nhà mình xem các bé ha. Rồi các bé đây nha cả nhà mình. Cái này là ở đằng trước, ở sân trước chơi vòng vòng vòng, lên bàn ông địa nằm luôn. Trời ơi, lên bàn ông địa nằm luôn rồi. Đúng rồi, cái sân còn ướt nhẹp mà. Thì hôm nay mình nói cả nhà ha, thì mình xuống thăm trạm bằng thì như bao trạm khác thôi, thì cũng có 100 kg gạo, 100 kg gạo và 1 triệu tiền quỹ chung, cái đó là tiền chung của cả nhà mình. Rồi đồng thời có bạn Thăm Mì Ngọc Trịnh gửi tặng cho trạm bằng thì 1 triệu đồng, và bạn Nguyễn Nhi cũng gửi tặng cho trạm bằng thì 1 triệu đồng. Rồi đây thì ủa có con bé sao băng bột trong đó rồi. Băng áo sao giống bột chứ trời. Nè. Ở đây là các bé mèo. Còn mấy cái kệ chén này là vừa rồi là bà của chị Cúc ở cả nhà mình nhớ ha. Là mình cho một bao xuống cái này là tổng một bao là bên 5 trái hay 4 trái quên rồi thầy. Một bao là 5 tầng như vậy ha. Rồi bạn thì để trên đây 2 tầng, ở chuồng mèo dưới 3 tầng. Ở đây là cái chuồng mèo này là mới được làm thêm, coi như là các bé anh đông quá hay sao á, mới được làm thêm đất riêng ra nè. Mừng dữ vậy hả? Nhớ tôi không? Mừng dữ vậy? Ừ. Nhớ không? Mừng dữ vậy? Nhớ không gấu? Đúng rồi. Nhớ mừng dữ vậy hả? Trời ơi, nè, cắn miếng đi nè. Nè, tay này cắn miếng đi, cho nó đã đi. Cắn đang miếng đã nư đi. Nó, rồi cắn mạnh lên. Trời ơi, mừng kìa, mừng kìa. Mừng kìa. Mừng kìa, mừng kìa. Em xe ngồi đi hả? Đòi đi hả? Thì hôm nay mình vừa lên tới, hôm nay là ngày 8 tháng 7, vừa lên tới là mình thấy có cái thùng này mới vừa khui ra, mới vừa xong. Thì theo mình được biết thông tin đó là của MG Còi á cả nhà ha, là gửi chuyển khoản cho bằng thì được 6 triệu 7. Đúng không? 6 triệu 7 thì ở đây thì bằng thì đã đi mua được một cái tủ đông. Nhìn rất là dễ thương, rất là đẹp. Trời ơi, cười nãy lên thấy cười không ở nhà cười nữa rồi đó. Đi nào thấy không đó, cười hoài luôn. Mình lớn á, có cái tủ này là coi như là đỡ cái lo. Dịch tới thì có mua được ăn, mà cái tủ nhỏ. Cười hoài luôn. Bây giờ mỗi lần mà dịch nghe nói mà trộn, mà cống này kia nọ là đầu lắm. Tại vì mình không có tủ, mình không có chứa đồ ăn cho con được. Đó. Thì anh cũng có
Anh cũng cảm ơn em Duy với em Tình ha. Vừa rồi nói chung là cũng nghe tiếng kêu gọi của anh thì cũng đến quay chia sẻ các bé ở Trạm Bàn Thì. Thì cũng được Mạnh Thường Quân gửi tặng được cho một cái tủ đồng. Đó, nhìn cái này là phần quà này là của em Duy với em Tình đến quay của Trạm Bàn Thì nha cả nhà mình. Mới cắt một bên luôn. Kể cả cái cọng dây chưa khui luôn. Trời ơi. Vừa đem vô là anh vừa tới luôn. Rồi cái giờ bây giờ đem gạo vô, bỏ gạo vô luôn hả? Đặt già rồi, cái lát nữa người ta đem gà tới, cái bỏ vô thì là được 300 lít. Nói chung là cái này là chỉ bỏ gà thôi chứ gạo là bỏ ngoài đúng không? Gạo là không có giá dự trong đây đúng không? Rồi vậy là quà của mình tiêu quá nhà mình không có giá dự. Cái tủ này bao nhiêu tiền? Dạ 5.9 triệu. 800 là mới vừa đặt gà đó. À 800 đặt gà chứ còn gạo của anh chở tới là giục ngoài đúng không? Không có. Để đây. À để đây hả? À, tôi tưởng đâu là cái này là tiếp tiếp. Thì con em nói gạo đi nấu con. Đó. Gạo đấy để đó. Tưởng đâu là em Tình với em Duyên á thấy đoạn trường không? Bây giờ là cái tủ này là chỉ bỏ gà thôi, gạo anh chở tới giục. Chở đến đây. Giờ gà. Gà thì em mua gà mua ốc cho tụi nhỏ là 18.000 ký, 100 ký là 1.8 triệu. 100 ký gà vừa gà vừa gan rồi bỏ vô đây cho tụi nhỏ, coi như là mỗi ngày ví dụ mình em làm cho từng phần đó, như thì em bỏ ra tối mỗi ngày mát nó sáng với là nó rã đông là em làm cho tụi nhỏ có là vậy. Em đỡ phải lo. Vậy là ok đúng không? Tủ đông có gà có gạo có đúng không? Giờ tiền cũng có luôn đúng không? con đi xe con mừng hả nãy giờ sủa con kêu đúng không, giờ con vô xe được con mừng đúng không nằm đó hả? Nằm đó hả? Nằm với ông Địa đó hả? Trời ơi. Cái này là 2 triệu đi rồi về tính ha. Khai trương tủ đông á. Cái này cái gì? Ông nào mấy cái lên cho một lưng. Bữa nay mạnh khỏe rồi cả nhà ha. Thì hôm rồi thì các bé bị ói ra máu. Mình có kêu gọi em Tình với lại em Trọng. Có kêu gọi em Tình. Hai cái đứa này. Có kêu gọi em Tình với em Trọng đến quay hỗ trợ đưa các bé lên trên cộng đồng. Nhờ Mạnh Thường Quân chia sẻ giúp giùm thì em Trọng và em Tình đã tới quay thì hôm nay các bé đã hết bệnh. Đó, đứa nào đứa nấy cũng mập thù lù trở lại. Nha ha. Và có được thêm một cái tủ đông nữa rất là mới vừa chở tới và có thịt gà nữa. Và vậy là chống dịch được đợt này rồi. Bây giờ đi qua bên nhà mèo. Nãy giờ bỏ vô chung luôn cho nó để tập trung. Chia làm nhiều nhóm nha cả nhà mình. Ủa sao con ăn con nằm đó hả? Chia làm 3 nhóm, ngoài trước này nhóm, ở trong đây làm mấy chùm nữa, làm mấy nhóm. Cái này thì ở chung với mèo thì hồi giờ lúc nào cũng thấy.
trộn hay trộn xuống ăn đi con, để tan hết bây giờ trốn cái gì không biết nữa đó. Đây đây thêm ba cái kẹ chén của mình nữa là 5 cái cả nhà ha, đủ 5 cái bằng mình là bữa hổm mình có hỏi xin chị Cúc á cho tạm ăn thì đó, để cho các bé nằm á, đủ 5 cái. Giờ mình đứng từ xa ra mình quay các bé ăn cho cả nhà mình xem. Hạt mèo, hạt mèo là không còn nha, hạt mèo là hết luôn rồi đó. Bởi vậy em mới mua hạt. Vậy em cái hạt này tụi nó đang ăn là mắc hơn cái hạt của anh mua cho em nhiều. Cái này nó tới nay gần 900 ngàn bao, mà có 13 kg. Dạ, cái hạt kia hết rồi, cái hạt kia giờ không còn luôn, hết luôn. Cái hạt kia mà coi như là năm mình là xài được 1 tháng. Ừ, nhưng mà bây giờ là mua không có nữa, hết luôn, giá đó không có luôn. Xuống ăn đi kìa, đi chợ bánh ăn đi, trốn cái gì không lâu à, hiểu giỏi rồi. Giỏi quá à. Ai sợ mình. Hai con vô kệ không? Mỗi đứa một kệ đó. Tính nào mà nó không với nhau thì hai con vô một kệ cũng có. Ở đây ba tuần, đây được 12 tuần. Rồi một chùm là người kia nằm vào cái thảm xanh đó. Rồi một chùm. Rồi làm thêm giỏng, làm thêm ghế, cái trắng ghế với một cái te tu ra. Cái quạt nó hư rồi, không có mở được cái quạt nữa. Ăn đi đợi, không này hết rồi nè. Chạy lên đây giờ, nó khô lắm, nó chạy lên đây. Hết rồi, nó chạy lên đây. Cả cái ăn á, nó chạy lên đó. Chạy lên cho nó nè. Ui giống như, đau mẹ đau. Giờ tôi đau nó chứ. Đấu với gì tao chạy đi chứ. Hết rồi, mua không được, nó hết luôn. Nó không có, nó còn hàng nhưng mà nó không có bằng bán giá đó nữa. Nó bán 700 mấy ngàn đồng. Bạn áo dây rồi cả nhà mình. áo dây tơi tả. Bạn áo dây nó mới ghê chứ. Đó này nè, áo dây á. Ông mới mà tại vì em thấy trời lạnh là em mặc áo hết cho tụi nó đó, sáng giờ nó tháo ra đó. Mưa xuống ở đây nó lạnh lắm nên nha sợ. Chưa thì nóng chứ mà chiều có mà mưa là lạnh, mà mấy bữa nay mưa. Các bé tròn trịa mập mạp. Rồi quay các bé cho cả nhà mình xem phần các bé. Đứa nào đứa nào. Vô chạy, vô chăm.
xèo không? Con nghe không? Con nghe không? Con nghe không? Nghe không? Con 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 ở đây cũng đông chứ hả? Ở trước này cũng đông mấy chục con. Mấy chục con rồi. Hơn 20, hơn nhiều. Hơn nhiều. 3 6 9 12 15 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 con. Nhốt lại riêng cho nó ăn đồ kia, mấy con kia ăn hết. Đó, đúng rồi. Hay quá. Đây, đi bay, gấu. Đây. Đây, 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 đi bay. Đây, chú ơi. Trời ơi. Thằng kia không phải nhà mình. Bị niễn. Ăn vậy đó. Nghiệp thế cái chứ. Rồi hôm nay anh đến đây ha, anh tặng cho trạm á là tiền quỹ của anh đó là 100 kg gạo và 1 triệu đồng. Rồi bạn thêm mì Ngọc Trịnh ở Mỹ gửi tặng cho em lo cho các bé 1 triệu đồng. Và bạn Nhi Nguyễn cũng ở Mỹ gửi tặng cho em lo cho các bé 1 triệu nữa. Tổng cộng là 3 triệu với lại 100 kg gạo. À, giờ em đếm này phải khoảng bạc đúng 3 triệu không? Dạ đúng. Đúng không? Đó. Cảm ơn anh Siêu Nhân và bạn Kim Tì ở Mỹ và bạn Nhi. Và xin cảm ơn các mạnh thường quân hỗ trợ cho gia đình nhà em, đám chó mèo nhà em được ấm no. Em xin cảm ơn. Cảm ơn chú Di với lại chú Tình và em Trọng. Rất là cảm ơn đã giúp đỡ cho cái đứa nhỏ lúc bệnh hoạn ốm đau có kênh YouTube của mấy chú nhờ mấy anh em mà cái đứa nhỏ nó thoát được cái nạn nói và vậy mà 100 cái gạo lấy không hả? lấy kìa là lấy 100 cái gạo em Duy với em Tình nha, chứ không phải không lấy tủ nào nãy 100 cái gạo không lấy, nó giờ có tủ đông rồi, giờ lấy thịt gà với lại tủ đông thôi chứ không lấy 100 cái gạo. Nó giờ nó giỡn cho vui cho cả nhà ha. Mua hạt nữa là coi như là một tháng trời là sẽ không có lo đỡ lắm, mua được hạt mèo với hạt chó là dự trữ hết là xong, mà coi như là một tháng là coi như là không phải lo gì dịch cho tụi nhỏ. Thực sự mình nói chứ đầu lắm, cứ nghe nói cái dịch là cứ sợ, giờ không biết tụi nhỏ có gì để ăn. Thực sự bây giờ có tủ, có gà, có gạo, có hạt nữa là quá sướng rồi. Có tiền nữa. Nó giỡn chơi với cả nhà mình chứ mình đã đồng hành cùng với cả nhà mình ha, rồi
coi như là hy vọng rằng bạn thì sẽ trang trải được qua cái mùa dịch này ha cả nhà mình. Rồi vậy thì mình đại diện chủ kênh cũng xin chúc quý vị và các bạn được nhiều sức khỏe luôn nha, trong nhà ngoài nước được nhiều sức khỏe cả nhà ha. Anh cũng chúc em được nhiều sức khỏe ha, chúc hai chồng được nhiều sức khỏe, chăm lo cho các bé nha. Tặng cái áo mưa nữa quên, có người người ta gửi cho anh mấy chục áo mưa tặng cho trạm cái một cái. Dạ, em cảm ơn. Rồi vậy mình xin khép clip lại cả nhà ha. Cuối clip thì xin chúc cả nhà mình được nhiều sức khỏe. Chào tạm biệt cả nhà mình ha. Hẹn cả nhà mình trong clip tiếp theo. Bye bye cả nhà mình nha.